Trận thi đấu tiếp theo trong xe đấu thứ ba. Cho lại cái màu 8 cho Son. Hào nháy lại con em nhá. Rồi. Hoàng Mai Nhi trong trận đấu này là người cầm AC. Và Kinh Công cầm Min, Xuân Thứ cầm Rom và Tí là người cầm Pan. Bên mình thì Chip Boy em được cầm cái gì đây? Katha. U98 là người cầm Summer. Văn Hưởng cầm Seng và Mạnh Hào là người cầm Cho Son. Bên mình là Sam Seng, Katha Cho rồi bản AC Min Rom Pan. Quân tôi đánh giá là đánh được. Có thế nào thì cũng vẫn đánh được thôi. Đôi voi cho Mạnh Hào, bài cầm Cho Son đầu cánh rồi. Đây là máy của Chip Boy, Katha ở trong cánh. Như vậy là 98 cầm Summer lại lòi lên trên góc 12 giờ và xe của Văn Hưởng thì được bao bọc ở trong 9 giờ. Hưởng cố lên em, được cầm chủ lực rồi. Đây là máy game thủ U98. Trận này thì không biết là 98 có cơ cấu đánh được cung không, nếu đánh được thì để Chip Boy dâng R. Không thì đánh chém ở bài này, 98 đánh cung được này. Thế dừng rú các kiểu này, ok đấy. Bịp à, đây là dân Summer đấy ông ạ. Đang ok đấy thì Chip Boy bảo ơ chết dân kìa. Chip Boy sẽ dâng lờ lên chém cho U98 trận này. Chúng ta sẽ đến với bàn máy game thủ Mạnh Hào. Xem Mạnh Hào chém. S đầu nhân đôi. Đôi voi bầy hiệu về. À xin lỗi, bầy hiệu ăn tại VS đầu. Còn có quả phụ. Xin voi có định KS bầy hiệu đầu Mạnh Hào luôn. Bịp tôi. Vâng, như vậy là Min đối bạn đã lên đời rồi. Thế ba chém một cung, một mình Hoàng Mai Chi đi cung thôi. Bên mình thì có mỗi game thủ và Mạnh Hào lên đời. Anh kích đời rồi, bài cũng ổn ổn, đánh được.
Đây là bãi vàng, đang xin giò rồi. Chém đầu cánh cho Văn Hưởng đến cùng. Hưởng thêm đầu không phải đi đẩy đâu cả, chỉ ăn với đứng thủ thế, thằng nào chém thì bắn nó đi. Phát triển to hơn Hoàng Mai Nhi là thắng. Đây chọc rồi, màu 3. Minh Hoàn của King Kong. Chơi đi. Vâng, 98 bảo vệ màu 2 đang chơi với nhà em. Ôi giời, tí nữa thì xích được con giò này. Làm 2 dân đã. Vâng, ra một cái ruộng kín ở đây. Rồi, làm tiếp dân thứ 3. Ôi, đời sớm hơn cả Mạnh Hào luôn. Ok. Chưa chọc được tiếp dân. Vâng, chị Boy đang bị ngoáy rồi. Đây là máy máy thủy lô chị Boy. Ở đây Mạnh Hào, ở đây mới là chim bòi. Và màu 4 cũng đang chọc chim bòi luôn tí. Pan. Chim bòi đang chửi mà sao lắm thằng đánh em thế này. Vâng rồi, chết rồi, cả màu 2 đánh chim bòi luôn. Phê không em? Em cảm thấy sướng không? Vâng, ba nhà đánh cho nó mát. Và chim bòi đang nằm ngửa ra và hưởng thụ dạng háng ra rồi đấy. Các anh chơi em đi. Một P thủ đây chip boy. Vâng, vẫn đang bị chọc ở đâu cái vẫn to tí te kìa. Vâng, đội bạn có ngựa chém và chém vào bãi hoàng chip boy rồi. Làm tụt hơi sâu. Vâng, đây là màn hình máy của game thủ Mạnh Hào. Anh chơi vào nhà màu 4 ở trong cánh. Đó chỉ là game thủ tí. Cái tí chưa bánh xe bài pan của mình. Thủ 2 P luôn đến từ Mạnh Hào. Rồi tí cũng thủ về. Rồi may quá không mất con ngựa chém. Rồi bịp thật. Và vẫn mất tờ đỏ. Quá ghê. Vâng, đây là vào cái máy của Văn Hưởng. Pan đang đánh Văn Hưởng. Nhưng tờ này Hưởng sẽ ăn với thủ. Cung R có giáp rồi. 39/52. Ra nhiều ruộng. Và tăng Nga đều lên. Nâng cấp chặt của hai các kiểu kiểu vào. Một dân đào vàng để có thể lên giáp 4 đầu máu. Khi mà lên đầu máu thì không xoắn AC. Cẩn thận thủng rừng. Đánh mấy A đây? 3 A thời điểm đầu đấy từ Văn Hưởng. Nâng cấp chặt gỗ 2 rồi đánh 3 A tăng nâng cấp chặt gỗ 2 cho nhanh. Vâng, tăng A thứ 4 luôn. Vâng, 44/68. Cơ cấu. Vâng, đây là màn máy game thủ U98 sống chết sao rồi em. Vâng, 44/56 như vậy bên mình hai chủ lực vẫn còn. Nhưng những nhà chém thì đang yếu. Và nhờ đội chém bên phía đối phương thì tôi thấy là khá đông và hung hãn. Và màu 2 cái thủ Xuân Thứ cũng rất đông chém. Và cũng đánh 3A lên chặt gỗ 2 sớm và tăng A thứ 4 đến từ U98. Công thức này nghe quen quen. Màu 1 đã bắt đầu đẩy chip boy rồi chứ không đẩy U98. Đôi bạn chưa biết 98 ở đây à? Vâng, đây là màn hình máy Văn Hưởng. 51/72. Đẩy cái quân đi. Tăng A thứ 5 lên. Xong dần ra mà cho nó ăn gỗ đi em. Và ông vẽ ruộng cũng kiểu gà gà này, đúng gà hơn cả tôi. Cái hướng dân chạy đi ăn gỗ thì đừng có phê xây ruộng ở đấy, mất thời gian đi vòng ra. Em có thấy là bây giờ em cho dân đi ăn gỗ nó phải đi vòng không? Nó phải vòng vào 9 giờ xong rồi mới vòng ngược ra bên ngoài được còn gì nữa. Như vậy là game thủ Văn Hưởng đang muốn chuyển cung A trong trận thiếu này. Ra thêm ruộng. Đây là Mạnh Hào. Tham còn 19. Và quá đông lạc đà đấy từ đối phương. Và màu 3 đây cũng đông luôn. Màu 1 đang đẩy. À đây, đây là chip boy. Tham 13. Vâng, giặt dẹo hết rồi. Tham vẫn cân đánh được. Đội bạn thế 3 chém với mình hai chủ lực mà. Xong châu quân ra thôi. Lên giáp 4 các kiểu lên. Đầu máu đầu mủng lên hết đề bơm vàng cho màu 6 đề. Chỉ ăn với sóc quân ra thôi. Tăng A lên. Úi dồi thằng màu 2 đông chém thế này. Dê lèo. Nó đông lắm nhá. Vâng. Giáp 4 rồi chứ có màu 1 thôi té em ơi.
Vâng, nó đông quá không đẩy được. Vâng, giữ quân giữ quân. Vâng, đội bạn rất đông quân và đang muốn ốp U98 này. Vâng, cho cung R đứng bên trong và đang bị đục mặt này. Ôi, mặt kia là cẩn thận đấy nhá. Cho thêm cung R ra đi. Vâng, rất đông nhá. Dàn hết vào bên trong đứng nào. Mặt trước cũng đang bị công vào kìa. Thêm một cái BA nữa. Đánh trâu ra, sóc trâu quân lên. Vâng, đội bạn sẽ không vào được chỗ này. Nhưng mặt nhà BA đang bị đi. Và màu 1 bắt đầu dí vào. Màu 1 dí vào và màu 2 sẽ đục trên này. Ốp U98 rồi. Vâng, tới đây đội bạn đang đục và muốn ý đồ lao vào. Vâng, rất căng. Đội bạn đang ốp U98 thì hưởng sẽ lên 4. Có phải hưởng lên 4 không nhỉ? Đông lắm nhá. Vâng, đội bạn bật nature lên chơi rồi. Vâng, mặt này bị màu 4 lao vào. Đó chính là game thủ tí với bài cầm pan. Vẫn hở. U98 sẽ bay nhà. Ốp phát chết. Hưởng không lên 4 nhanh, đội bạn sẽ quay sang ốp hưởng ngay. Vâng, hưởng đã kích 4 rồi. Ờ, à, chưa á. Ôi thật, mệt đầu đấy. Rồi, chết rồi, tờ này U98. Chú ý chạy dần đi em ơi. Chạy ngay đi. Vâng, bơm thịt đi. Vâng, enemy rồi kìa. Chết rồi, chết rồi. Vâng, đang cố gắng chặn gỗ đến từ ván hưởng. Nhưng mà không được. À, xin lỗi, đến từ cái vụ U98. Vâng, đội bạn đã bắt đầu di chuyển dần sang nhà ván hưởng nhá. Làm lại 1 lít đến từ hưởng. Đứng mặt từ 12 giờ xuống nhiều nhiều vào. Vâng, đội bạn đã bắt đầu di chuyển xuống 9 giờ. Thì tôi đã đầu nghe thấy bình luận viên đội bạn nhắc xuống 9 giờ anh em ơi. Vâng, khổ báo quá. Vâng, mày hào bo cái chỗ rừng anh đang ăn lại đi. Đứng dần quân lên mặt 9 giờ đi. Ốp từ 12 giờ xuống đây này. Cái mặt BE đây này. Vẩy hết vào đi. Xem tham bên kia bao nhiêu dân rồi. Vâng, 130 đến từ game thủ Văn Hưởng. Đấy, anh đã bảo là nó ốp mặt này rồi. Lùi lại bên trong đứng đi. Đến 4 xong rồi, hủy cung A xong hot. Còn công nghệ gì thì nó cấp nốt lên. Giáp 6. Vâng, chạy dân vàng đi, ăn vàng ở xa xa ra. Đội bạn sẽ đốt e của Văn Hưởng và phải xây dần e đi. Úi dồi ôi. Dê lèo. Vâng, bắt đầu lao vào rồi đây này. Rất đông quân đến phía đối phương nào, ốp vào nhà cái thủ Văn Hưởng. Còn công nghệ gì ở nhà BM thì nâng cấp đi em. Rồi, chặt gỗ. Sóc hot. Bắt đầu yếu vàng nha, chú ý dân đi ăn vàng. Vâng, màu 5. Ơ, màu mấy? Vâng, màu 3, màu 2 đang tràn vào đây, màu 1 đứng bên ngoài. Tầm này hot của Văn Hưởng thì lạc đà nó phay luôn, mặc dù đã là giáp 6. Đưa ra bắn lạc đà đi. Đội bạn sẽ không ốp được Văn Hưởng trong tình huống này nữa. Vẫn thủ được. Tham vẫn đang ở con số lead 2. Vâng, đang đi ăn vàng tứa lừa khắp nơi. Bắt hết cung R màu 1 nào, đẩy hot luôn đi. Cùng xem những nhà khác. 98 vẫn giữ được tham 35. Mạnh Hào tham 8 vẫn còn phù. Vâng, đây là chip boy. Tham là 40.
Katha. Hot 17 đã bắt đầu chạy qua nhà Chip Boy rồi, đó chính là Văn Hưởng. Và đây là game thủ Văn Hưởng, tham lai là Lead 3. Nở ra thật nhanh, bung đi ăn vàng các kiểu của là điệu và bộ 1 đã đi chiếm vàng khắp bản đồ kìa. Bộ 1 là AC trong tay game thủ Hoàng Mai Nhi. Nó bung ra để ăn vàng. 98 hồi một tơn mạnh lên. Chú ý đi kê vàng nữa. Rất nhiều thao tác tay cần phải làm. Chưa có, đây bơm đi, bơm cho nó 50 vàng. Màu 6 em ơi. Alo ai đấy ạ? Và như vậy là AC cũng đã có hot và đang đẩy rồi. Họ đang đi kê vàng. Trong đó là đá ban trong cái game thủ tí là siêu đông. Và tập này hot của Hưởng thì phát 1. Cả thà Chip Boy có hồi được không? 4-4 à, vẽ ruộng tứa lừa ra rồi. 98 có hồi được không? Không hồi được. Đánh hào thì lại càng không. Cảm giác khoai thật. Thôi, và tỷ số là 3-1 trong trận đấu thứ 3. Như vậy là buổi tuần trực tiếp của team GTV đến đây là kết thúc. Với tỷ số chung cuộc là 3-0 về C kèo về team Liên Quân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị khán giả và các bạn. Chắc chắn kèo này sẽ phải xem xét lại. Thì hãy cùng nghỉ tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em trong những buổi tuần thật trực tiếp theo.